Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại cái channel của mình. Thì ở trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã ở trong video trước chúng ta thì chúng ta đã tìm hiểu về ba cái loại mảng đúng nhá, khác nhau đấy. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cái mảng Associative Array nhá. Đấy. Thì phần mình vẫn nói lại, nếu là bạn nào mà có câu hỏi gì các bạn sẽ join trong cái nhóm Discord nhá, và các bạn sẽ đặt câu hỏi nhá. Đó rồi. Thế là chúng ta đã quay trở lại Visual Studio Code. Thì mình sẽ tạo ra một cái nữa nhá. Và mình tắt cái này đi. Mình sẽ tạo ra một cái tên là assort.php. Đấy có nghĩa là mảng về assort. Rồi, làm gì làm mình cứ mở PHP trước đã. Giờ thì để mà cái mảng này thì thực ra thì các bạn thấy này, sau này khi mà làm một cái dự án thì các bạn thấy hay có cái kiểu ví dụ như là array này. Đấy, các bạn sẽ làm kiểu này để các bạn sau này các bạn sẽ đưa vào trong ấy mà. Các bạn sẽ đưa vào trong cơ sở liệu làm rất là nhiều luôn đấy. Ví dụ ở đây nhá, ví dụ mình làm về một cái bài post đi, có nghĩa là làm về một cái blog ấy, thì chúng ta sẽ có một cái mảng đầu tiên sẽ là title đấy, và mình sẽ gắn cho nó một cái key, và cái key này sau này sẽ chính là cái biến mà mình lấy được đúng nhá, đấy, từ từ cái form nhập, ví dụ như ở đây sẽ là title, các hiểu nhỉ. Đấy, tiếp tục sau này chúng ta sẽ có ví dụ như là sẽ có là decryption làm nhà đó, thì tiếp tục đó, chúng ta lại gắn cho nó tiếp đấy là description đấy, có thấy nhá, là cứ như thế đấy. Và sau này khi chúng ta cần cái gì chúng ta làm ra thì chúng ta cứ echo ra thôi, echo ra theo cái kiểu, theo kiểu cái key, nó chính là cái key này. Ví dụ nhá, đấy, mình sẽ Ctrl V đấy, thì các bạn sẽ in nó ra được đúng nha. Còn để mà thêm nó kiểu chay, có nghĩa là lúc nào mà có một cái gì đó mà các bạn cần thử chay ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể làm nó kiểu như này. Các bạn sẽ đặt nhá, các bạn sẽ đặt một cái data đúng nha, data sẽ bằng một cái title đấy đúng nha. Đấy, và các bạn sẽ bằng với giá trị, ví dụ title bằng là hello có vụ nam sinh đại học ABC làm sao đó được nhá. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái data đấy, data này của mình sẽ bằng cái content đấy đúng nha, và mình sẽ bằng với content, ví dụ như content đây mình sẽ bằng với cái vào trong cái phần lorem đấy, mình copy một cái đoạn lorem này đi. Đấy rồi, chúng ta Ctrl C và chúng ta sẽ paste nó vào đây. Đấy được nha. Đấy rồi. Thì như ở chỗ này của chúng ta đấy, thì khi mà chúng ta title với content xong rồi thì chúng ta sẽ in nó ra thử. Như vậy là cái mảng data này chúng ta đã có cái phần này rồi đúng không nha. Như vậy ở đây mình sẽ là pre. Đấy, và rồi mình sẽ echo ở dưới này, đóng cái pre này trước đã, đóng cái pre này. Rồi, và đây mình sẽ va đâm ra. Để cho bạn thấy va đâm. Rồi va đâm thì mình sẽ va đâm là cái biến data. Thì các bạn thấy là va đâm bây giờ nó cũng sẽ ở cái dạng cái mảng data bây giờ cũng sẽ ở cái mảng là associative đúng nha. Đó giờ mình sẽ reload lại. Chạy cái file là assort. Đã thấy nhỉ, đấy thì nó cũng sẽ ở cái mảng gọi là associative đúng nha. Có các cái key gắn liền với nó đúng nha. Đấy thì sau này chúng ta sẽ rất là dễ, nếu mà chúng ta cứ quen làm cái công việc mà kiểu in mảng chi tiết ra này, sau này chúng ta mình nghĩ là mọi người sẽ không bao giờ bị lỗi ở phần dữ liệu, mình dám cá luôn. Còn lắm mọi người cứ quen làm cái việc kiểu này đi đúng nha. Đấy, và cái cụm này này sau này dùng rất nhiều. Ở trong level 2 thì mình sẽ chỉ mọi người cái cách để mọi người có thể tạo ra một cái phím tắt đấy, để cho mọi người có thể là làm sau này chỉ tap một cái là được, chứ cứ ngồi mà phải viết cái này thì nó hơi mệt nhỉ. Rồi thì đó là về cái mảng assort. Thì ở trong video theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mảng multidimensional array nhá, có nghĩa là mảng multi ấy, cứ gọi tắt là mảng multi hiểu nhá. Thế là dừng ở đây thôi.